Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một mẫu máy tính bảng giá rẻ khác nhé. Thì đây là con Lenovo uh, Tab 3 rồi 8 lút tên rất là lằn ngoằng ngay cái tên mã của nó là TB8703X. Thì, uh, mã của máy này thì nó sẽ có bao gồm hậu uh, tố X rồi N rồi F rồi tùm lum ở đằng sau hết trơn á. Thì các bạn cũng không cần quan tâm về vấn đề đó. Vì con máy của chúng ta thì nó sẽ là màn hình 8 inch full HD. Và máy bên mình bán ra thì nó đang chạy trên Android 10, rất là xịn sò luôn nhé đây mình cho các bạn xem Android 10 thì các trên Android 10 thì sẽ có các thao tác cử chỉ vuốt chứ không còn là mấy cái nút uh, nhấn nhấn ở dưới nữa. Tại vì trong tầm giá của con máy này thì con gọi là ngon nhất rồi, không có con máy nào mà tầm giá của nó mà có được Android 10 đâu. Đây Android 10 xài rất là sướng và thuần Google luôn nên nó rất là mực Đi kèm với nó là RAM là 3G. Trong tầm giá này thì cũng hiếm có con máy nào mà có RAM 3G lắm và dùng chip là Snapdragon 625. Cũng là một con chip rất là tốt trong tầm giá để các bạn có thể chơi game, học online Xem phim, giải trí hoặc là đọc báo lướt tiktok, facebook, zalo Bộ nhớ trong của nó là 16GB và có kèm thêm là khe cắm thẻ nhớ ha Đây là con máy của chúng ta Thì mình sẽ cho các bạn xem Điều đặc biệt của nó thì nó sẽ hỗ trợ hai sim cho các bạn luôn 2 sim lên mạng 4G luôn nhé Nghe gọi và lên mạng 4G Đây là khi sim, kim luôn khe cắm thẻ nhớ của nó nhé nếu các bạn mà cần thêm không gian để lưu trữ các văn hóa nhật á thì các bạn cứ mua thêm thẻ nhớ gắn vô là được và các bạn mà muốn dùng cho đi ra ngoài đường mà muốn dùng 4G thì cứ cắm sim vô và dùng và con máy của chúng ta nó sẽ có hai lo của Dolby Atmos luôn nhá đây lo trên và lo dưới có rắc cánh tay nghe luôn đây mình sẽ thử lo cho các bạn nghe thử đây mình sẽ mở một bài hát ha Oh, dính quảng cáo rồi đó, các bạn có thể thấy là lo rất là lớn ha Lo lớn như vậy thì các bạn có thể học online thoải mái Và tất nhiên nó sẽ có full tiếng Việt cho các bạn và cắm sim mọi nhà mạng ở Việt Nam luôn nhé Và camera sau của nó sẽ có tích hợp thêm đèn lát Ở phân khúc giá này thì hiếm mà hiếm có con máy tính bản nào mà có tích hợp đèn lát ở đằng sau rồi đây là hai màu của con máy này nha Đây là màu xám kim loại Còn đây là màu xanh đen đi Xanh đen thì nó sẽ hơi nhá một chút xíu Xám kim loại thì nó sẽ trơn thì tùy vào các bạn nha Và nó sẽ có thêm phiên bản là không có cắm sim Chỉ dùng wifi thôi Thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn đôi chút rồi nếu các bạn nào muốn mua thì đây là số điện thoại của bên mình Các bạn cứ kết bạn Zalo với bên mình hoặc vào phần bio ở trên tiktok Để có thể tham khảo giá và đặt mua hàng nha và có miễn phí nhận chuyển cho các bạn luôn và có hỗ trợ trả góp cho các bạn nữa. Rồi xin chào các bạn.